Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì lại là em đây, gương mặt thân quen của anh YouTube Việt Hàn Yuka. Thì cũng là địa chỉ này, 39 quốc lộ 1A, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Thì ở đây hiện tại bọn em bày rất là nhiều xe đẹp, giá tốt và chất lượng rất là tốt nha anh chị nha. Nếu như mà anh chị nào mà cần mua xe cũ đã qua sử dụng mà muốn sở hữu một chiếc xe mà giá hợp lý và chất lượng tốt thì hãy đến ngay bên em để có thể chọn cho mình một mẫu xe mà phù hợp nhất. Đó thì hôm nay em không làm một video review xe hay là một video để có thể là bán xe nữa. Hôm nay em sẽ thay đổi không khí một chút cho anh chị, đó là hôm nay em sẽ mang đến cho anh chị một chương trình khuyến mại cực kỳ hot trong tháng 9 này để cho anh chị có thể biết và có thể là săn được cái khuyến mại này của bên em. Thì đó là cái khuyến mại gì thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá nhé. Chị cũng vừa thấy ở đây thì em đang bày một số mẫu như là Accent rồi Cerato đang chào bán bên em. Thì cái chương trình khuyến mại tháng 9 này của bên em đó là nếu như mà anh chị ghé được tại hai showroom của Việt Hàn Yuka, đó là 387 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức và 39 quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước Thủ Đức, để có thể là mua hay là sở hữu cho mình một trong những mẫu Accent và Cerato bên Việt Hàn đang chào bán, thì khách hàng sẽ được tặng 100% phí trước bạ và 100% bảo hiểm một chất xe nha anh chị nha. Hãy nhanh tay đến tại hai địa chỉ của Việt Hàn Yuka để sở hữu cho mình và săn ngay cái khuyến mại này nhé. Thì theo như anh chị cũng biết thì Accent và Cerato thì là hai cái dòng xe mà nhỏ gọn, thì rất là được nhiều anh chị là ưu tiên để sử dụng. Thì ngay tại ở Việt Hàn Yuka thì Việt Hàn cũng có săn đón rất là nhiều những mẫu xe cho đến là đủ màu sắc để cho khách hàng có thể là đến tại Việt Hàn Yuka để chọn cho mình một mẫu xe mà nó phù hợp với mình nhất nha anh chị nhé. Thì nếu như mà anh chị ghé ở trong tại Việt Hàn Yuka trong tháng này với hai showroom thì anh chị sẽ được tặng là thuế trước bạ 2% và 100% thuế trước bạ 2% và cái bảo hiểm một chất xe. Thì nếu như mà anh chị nào mà đã từng mua xe rồi thì chúng ta sẽ biết là khi chúng ta mua một chiếc xe, cho dù là xe mới hay xe cũ, thì chúng ta vẫn phải đóng thuế trước bạ, tiền biển số, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi dịch vụ đăng ký, rồi là những cái chi phí đó là những cái chi phí bắt buộc khi mà chúng ta mua xe và chúng ta bắt buộc sang tên về tên chính chủ của mình. Nếu như mà anh chị muốn muốn chiếc xe về tên chính chủ thì những cái khoản phí đó thì anh chị sẽ bắt buộc anh chị phải chịu nếu như mà anh chị mua xe, cho dù là xe mới hay xe cũ. Nhưng nếu như anh chị mua xe Accent và Cerato trong tháng này tại hai địa chỉ của Việt Hàn Yuka thì anh chị đã được tặng hai khoản phí lớn nhất, đó là thuế trước bạ 2% và cái bảo hiểm vật chất xe. Tương đương thì đâu đó thì nếu tùy với các dòng đời xe năm sản xuất thì chúng ta sẽ đóng thuế và mua bảo hiểm, nó sẽ tùy theo giá tiền nha anh chị nhé. Cho nên là anh chị yên tâm, thứ nhất là yên tâm về chất lượng và thứ hai là yên tâm về giá cả nha anh chị nhé. Vừa nãy ở kia thì em cũng chỉ có bày được khoảng tầm 3 xe thôi, bởi vì diện tích ở đây nếu mà để mà em quay thì nó sẽ không hết được. Bởi vì bên em cũng có hai địa chỉ, xe bọn em cũng có chia ra làm hai cơ sở. Thì nếu như mà anh chị nào mà ghé được sớm thì có thể là chọn cho mình một mẫu xe mà ưng ý nhất, rồi đẹp nhất và phù hợp với mình nhất nha anh chị nha. Và cái chính là săn được khuyến mại và tốt nhất trong tháng 9 này. Đó, thì địa chỉ của Việt Hàn Yuka là 387 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức và 39 quốc lộ 1A Hiệp Bình Phước Thủ Đức. Thì anh chị còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay hai địa chỉ để có thể là săn được cái khuyến mãi khủng này nha anh chị nhá. Rồi, nếu như mà anh chị cảm thấy cái video này của em nó hay, nó giúp được cho anh chị một phần nào đó để chọn cho mình một chiếc xe mà ưng ý, và thêm một cái phần nào đó để cho mình đỡ được thêm về phần kinh tế, thì hãy cho em một like, một share và một đăng ký kênh để em có thể làm những video tiếp theo, em có thể là giới thiệu và mang đến nhiều khuyến mại cho anh chị nhé. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.